Chào mừng nhau đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay đầu tuần mình sẽ lên sóng cho anh em một cái chương trình thanh lý những cái hàng trưng bày có, những hàng bán chậm có những cái mã máy trưng bày mà bỏ mẫu đó thì mình sẽ thanh lý đi ha. Thì mình sẽ không có về nữa. Đó, thì cho nó trống cái kệ để mình làm những cái mới. Trong đây nó có những cái hàng đồ nghề của Kiên Lu nè, giá rất là rẻ luôn. Mấy một hai máy của Inco nha. Thì của Tôn Sen cũng có, thì giá cũng rẻ và số lượng chỉ có một cái thôi. Thì anh em mà đang có nhu cầu vào dòng nào thì mình chốt ha. Đó, và những cái dòng này thì mình không có vệ sinh gì đâu, anh em về tự xử dùm nha. Đựng cái thì mình sẽ thanh lý giá rẻ thôi. Rồi sẽ đi vào chi tiết đi ha. Đi vào chi tiết từng cái đi để anh em coi cái dòng nào mình có thể liên hệ phù hợp. Đây là hai cái dòng khoan, ở bên bu lông và băng vít của Inco. Cái dòng này thì trưng bày rất là lâu rồi mấy anh. Trưng bày rất là lâu rồi. Một máy một pin không có sạc. Anh em là mua sạc thì mình mua thêm nha. Ở đây thì cái bộ nó thì nó không có sạc đó. Nó chỉ có một máy một pin như thế này thôi. Đó. Một máy một pin như thế này thôi, động cơ không gió thang. Những cái mã này mình trưng bày có thể nói là 2019 tới bây giờ. 2018, 2019 vậy, 2019 đó anh em. Nha, nó trước luôn 2019 tới bây giờ luôn. Cái mẫu nó trưng bày xưa giờ nè. Đó. Nó là mẫu từ xưa giờ luôn, cũng đã có test này nọ rồi đó. Nhưng mà được cái giờ thanh lý cho anh em giá rẻ ha. Thanh lý thì không có chơi, không có bảo hành gì nha mấy anh. Pin nè, đây pin 2A rồi, cái chỗ bấm chỉnh đây thì nó còn đầy đủ chức năng ha, nhanh chậm nè, nhanh nè, chậm nè, nhanh. Chỗ phím chấm bấm ở đây thì nó đã mất một cái miếng này, nó đã mất cốc miếng nè. Rồi cũng đầy đủ chức năng ha, đó, điều tốc tại cò nè, đó ha, đảo chiều thì nó chỉ có một tốc thôi. Máy thì nó hơi cũ nha, cũ, được cái giá thanh lý giá rẻ. Một máy như thế này, một pin thanh lý 350.000 nha. Anh em nào đã có Inco về thì mua về mình xài. Cái này máy mới, một máy hai pin sạc nó tới khoảng 1.700.000 mà. 1.700.000 nha. Rồi, 350.000 thôi. Một máy một pin ha. Đó. Đó. Ok ha, nó cũ vậy đó. Thì anh em mà đang có nhu cầu thì liên hệ. 350.000 một máy một pin không có sạc. Sạc thì anh em mua thêm. Còn những anh em nào mà nó máy nó bị hư đó, người ta mua thêm này nè, về người ta sàn độ qua cũng được. Vỏ thì nó hơi cũ thôi. Vỏ này thì cái máy này anh mua về làm gì không? Anh em tháo ra. Bắt đầu mình đi vệ sinh nha, vệ sinh cái vỏ cho sạch rồi mình ráp lại. Thật sự bên trong nó cũng đơn giản lắm anh em. Tháo ra ráp cái vỏ, vệ sinh sạch lại ráp lại thành máy mới thôi ha. Máy mới tầm khoảng ví dụ con này trưng bày lâu cũng khoảng 70% như vậy. Ha, mình vệ sinh lại cũng còn đẹp khoảng 70%. Rồi, 350.000 một cái nha. Nên chờ xíu ghi vô đây một cái để quên. Rồi 350.000 ha. Rồi 350k một cái. Cái thứ hai đó là con bu lông. À, con bu lông thì có tính năng cũng đầy đủ luôn, chỉ có phím bấm nào mà bấm nhiều nó bị mất thôi. Chậm nè, nhanh nè, chậm nhanh ha, đảo chiều. Ok. Rồi. Đó, đầy đủ tính năng ha, điều tốc tại cò. À, ngon lành. Cũng một máy một pin luôn, pin cái phím phía sau thì nó bị cũng mất một cái miếng phím nữa nè. Anh em chào xíu. Rồi ok mấy anh em ha. Đó, rồi, giá thanh lý con này nha. 350.000 luôn, 350.000. Một máy, một pin nha, không có sạc. Đó, thanh lý. Anh em nào hốt về thì mình kêu con này phía sau nha. Cái thay vỏ hơi xấu nha đây nè. Đây cái phía sau nè anh em. Hơi xấu nha. Tại cái này chỉ có một máy nhất thôi, không có cái thứ hai. Đó. Thanh lý một máy một pin ha. Pin anh em mua mới thì giá nó là 350.000 và đang khuyến mãi là 280. Ủa quên, Inco không có khuyến mãi, lộn. Inco thì giá là 350.000 nha. 350.000 370.000 vậy anh em, 380.000 vậy đó. Mình quên Inco, mình nhớ lộn của hãng Toto. Nha. Nhưng mà giờ mình thanh lý con này anh em 350.000 ha. Một máy một pin nha. Ủa lông. Đầy đủ tính năng còn chạy bình thường nha. Đó, đèn led báo đầy đủ. Rồi giá dây chai luôn. Kế tiếp nữa một con khoan, con này cũng vậy, thanh lý một máy một pin luôn. Bây giờ cái con này á anh em, nó cũng đầy đủ tính năng, ba tính năng nè, máy khoan, bắn vít, khoan búa nè. À, mấy cái tính năng này còn mượt lắm anh em. Đây mình chuyển cái bắn vít nè. À, đó, giờ anh em chuyển nè. À, rất là mượt luôn ha. Đó, tính năng nè, búa khoan búa nè, bắn vít nè, khoan nè, rồi bắn vít, khoan búa nè, đầy đủ ha. Số 1 số 2. À, búa. À, búa số 1 số 2 nằm đây, chậm nhanh. Con này quay tối đa chỉ có 1.350 thôi.
nó sẽ không có nhạnh, không có mạnh bằng những con hiện tại bây giờ. Những con này thì trưng bày lâu đời rồi, nhưng mà con này thì được cái cũng rất là đẹp nha. Con này nó chỉ nó không có nó dính bụi thôi mấy anh, con đẹp lắm anh em, vệ sinh cái là ngon thôi. Khuyết điểm của này là gì, nó quay chậm nha, quay chậm. Đầu kẹp 10 ly, ba chức năng đầu kẹp 10 ly, một máy một pin thôi. Pin này là pin mới ha, pin mới của Inco xưa nè, nó không phải là nó không phải là mới tinh, nhưng mà là pin này để trên máy, trong máy đấy, là chứ không phải là pin trưng bày luôn. Pin trưng bày thì không 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 phải là pin trưng bày nha. Đó, ok rồi, bây giờ giá thanh lý đúng không, 300 ngàn con, 300 ngàn con mấy anh nha, giá của nó là tới 1.035.000 đó, 300 thôi. Con này thì để anh em biết làm gì không, anh em muốn mua sạc thì mình mua thêm nha, mua sạc của con Toto 12V sạc đâu đó mấy, không có nhiêu tiền đâu mấy, không nhớ giá. Con này thì để chúng ta mở đồ ốc, mở ba cái vít, mở đồ trong nhà cũng ngon ha, cũng được mấy. Đó, mấy hàng ta lý thì không có bảo hành nha mấy anh. Rồi 300k cho đúng là giá chơi trai luôn. Rồi sẵn máy tiếp thì ở đây mình sẽ có một con máy mài của cục Ecos. Con này thì máy móc rồi ok ha. Máy này động cơ có than hết nha. Hai con bắn bu lông vít Intro, tôi tổ bắn vít hồi nãy là không than, có con khoan 300 là có than. Con này là có than luôn. Con này nó có khuyết điểm mình biết gì không? Tại cái viên đá, viên pin này nó chỉ có 1.5A thôi. Ha, pin 1.5A thôi mà dùng chân pin con Ecos. Chân pin của nó luôn. Nha, chứ nó không có xài chân pin nào khác nha. Thì nó có khuyết điểm là một pin 1.5A nên nó mài nó mau hết lắm. Nha, mài mau hết lắm. Nhưng mà được cái giờ thanh lý cho anh em giá rẻ phải nói là bèo nhèo luôn. Rồi, một máy một pin kèm theo cái sạc luôn anh em ơi. 380k. Nha, 380k ha. Nói chung là cái giá là quyết định hết mọi yếu tố anh em ha. Xấu xíu thì mình vệ sinh lại thì nó cũng thành đẹp thôi. Con này trưng bày nên nhiều lúc nó mấy con trưng bày anh em nó hơi chạy chạy chút xíu, thì cái đó thì mình biết rồi ha. Rồi, 380k nha. Đó. Trưng pin của Xcode nha, Xcode. Thì một máy cục sạc không anh em mua đã là 180k cục sạc rồi, nhưng pin của Xcode nó mắc tiền lắm anh em, 1.5A. Hai con này anh em mài ít thì được nha, sạc đầy người ta mài ít ít thì gia đình này nó chơi thì được. Để 125 cốt M14 nha, cốt lớn nha, nó vậy thôi đó. Ok luôn nha. Rồi giá 380k một máy một pin một sạc, rồi bèo nhiều luôn ha. Rồi kế tiếp con máy khò của Total ha, con này giá 1.050.000. Con này được cái anh em biết gì không, nó là chỉnh điện tử thế hệ đời đầu của Total, công suất 2 ô anh, đúng rồi, công suất 2000W, nhiệt độ anh em chỉnh từ 200 đến 500 nha. Nó có 3 cấp luôn, số 1, số 2, số 3 nha, số 1, số 2, số 3 đây nha. Anh em để số 1 á, thì nó sẽ chỉnh từ, nó sẽ quay 50 độ C thôi, số 1 50 độ C thôi. Số 2 á, số 1 là mình không có chỉnh được nha, số 1 nó cố định rồi 50 độ C không có chỉnh được. Cái này thì đây cắm thử cái năm coi đó, số 1 nè ha, à, lên ha 50 độ C ok. Số 2 ha, à, bây giờ lên nè, số 2 nó sẽ tăng lên bao nhiêu, 500 độ C nha. Số 2 nó từ là 5, à, số 2 là từ 5 ố 600 quên, số 2 từ 50 đến 630 độ C cho lọt nè, 520 nên em chỉnh lên ha, à, chỉnh lên ha, đây đó, chỉnh lên nè mấy anh, 520 độ C nha, giảm xuống, tăng quạt gió nè, à, đây chỉnh độ C nè nha, 630 mấy anh, chỉnh độ C nằm ở đây nha. Rồi 630 độ C, quạt gió tăng lên maximum quạt gió này là nó lên tới là 500 lít ok ha. Tăng số 3, số 3 thì cái nhiệt độ nó cũng 630 độ C là maximum rồi, nhưng quạt gió anh em có thể quạt gió thì nó cũng 500 lít thôi. À, số 3 thì nó cố định cái quạt gió, cái quạt gió luôn nha. Số 3 là có nghĩa là nó quạt gió nó cố định, nó không có chỉnh được nha anh em ha. Còn anh em muốn chỉnh quạt gió anh em để số 2, để số 2 thì mới chỉnh được quạt gió ok ha. Rồi rất là nóng. Cái này thì mình cũng đã có khò, để mấy cái hồng này thì khò nó hay bị đen cái đầu à, thì đã có khò rồi, nhưng mà đường cái thì bây giờ giá nó rẻ thôi. Rồi một cái máy này thanh lý cho anh em giá còn 490 ngàn, giảm ghê không,
đó, mấy con trưng bày mới nói là bán là lỗ luôn mấy anh, đâu có lãi đồng nào đâu. À nhưng mà vẫn phải làm thôi. 409 nha, nó sẽ ngon hơn rất nhiều con những con máy khò mới đi bây giờ. Nhiệt độ hàng quá, nhiệt độ nó nóng, nhiệt độ cao. Cái con bình thường anh em chỉnh nó lên tới khoảng cỡ 500 độ C thôi, con này nó 630 nha. Rồi qua 409, số lượng có một con thôi mấy mấy anh em. Rồi đây một con trưng bày hơi lâu. À, cái con này anh em là cái đầu nó hơi bị sét nha, đây nè. Con này có khá là sử dụng trong E20. Rồi thanh lý giá dây chai luôn anh em ơi, 200 ngàn con. Con này không có, mình không có pin nha, hết pin rồi. Anh em nào đang xài cái hệ E20 của con Toto á, E20 của con Toto á thì anh em lấy con này. À, mình để dành. À, anh em à, máy móc nó có hư gì đó thì mình sàng qua thôi, chứ con này còn đẹp lắm. Nó lâu ngày thì cái này nó trưng bày nó bị ấy đâu nè. Nha. Rồi thanh lý anh em 200 ngàn con. Giá mới con này là 860 ngàn cái thân. Nha. Con này thì giờ thanh lý 200 thôi. Khác biệt sử dụng chân bên E20. Những anh em nào mà xài đang E20 thì mình có thể mua con này để secure nha, mình xài ngon lắm anh. Con này xài bắn phà phà luôn, 300 niêu nha. Sửa xe máy là ok, đừng mở ốc ốc bánh sau là được rồi nha. Còn mấy con ốc khác ví dụ như cỡ 21 nọ trở xuống thì ok rồi, ngon ha, 200 ngàn cái thân. Rồi mình sẽ qua tiếp tục máy đi mấy anh. Đây con cưa đĩa Tonsen, con này anh em thấy nó bay màu vậy thôi nhưng mà chưa cắt phăng, chưa cắt nhát nào luôn nha, chưa cắt nhát nào luôn mấy anh. Đây lưỡi còn mới tinh nha, lâu ngày bụi bặm nó bám mà nó bị sét thôi đó, sét thôi ok nha. Rồi bây giờ thanh lý con này giá là 550, 550 nha. Đây con này có khuyết điểm là nó hơi ồn. Ok, 550 anh em là chịu được tiếng ồn thì mình mua. Rồi kế tiếp con giống vậy mà nằm trong thùng, đây thùng nó hơi cũ nhưng nó mới tinh mấy anh nha, đây mới tinh thôi đấy. Đây thì nó cũng đây con mới đó nè đó mấy anh, mới tinh luôn nha, cũng có kèm một cái lưỡi. Rồi giá thanh lý con này luôn đó, 550, con này 600. À, con này bao nhiêu đây, con này còn bảo hành nha mấy anh, con này còn bảo hành. Rồi cái con kia là không có bảo hành nha. Rồi con này thanh lý cho anh em là 650 nha. Cái này nó không có, nó đỡ ồn hơn, lý do là cái con này, con này cũng ồn á nhưng mà nó không có lưỡi, con kia có lưỡi nó hơi ồn hơn nha. Khi anh em bỏ lưỡi vô nó cũng ồn giống giống như vậy, có lưỡi nè. Ok rồi 650 mấy anh, một con nha, một con không có con thứ hai đâu, một con thôi. Rồi mình qua con này thì nó có hộp mắc hơn 100 ngàn đi ha. Rồi 650, 650k một con ha, anh em nào mua về chế cháo được ha, hơi ồn nha. Rồi kế tiếp đây thanh lý mình máy hết xong qua đầu nghề mấy anh, đầu nghề thanh lý mấy cái này rẻ lắm nè, qua máy hết máy đi. Đây đây là con bu lông, một máy một pin một sạc nha, pin mới tinh luôn. Con này con trưng bày của Toto, con này mình không có bảo hành nha mấy anh. À, giá mới nó là 2.577.000, đó là một máy hai pin một sạc. Con này mình thanh lý cho anh em là một máy một pin một sạc. Lực con bu lông này giá cực kỳ tốt luôn, thanh lý cho anh em 800 ngàn con, một máy một pin một sạc nha. Đó, con này là 300 niêu, tốc quay nó từ 0 đến 250. Pin mới tinh rồi nha mấy anh. Đây nè. Pin mới tinh luôn, tại con này có trưng bày mà tôi xem nhưng mình không có về con này nữa. Cái cục sạc như vậy nè. Ha, mới tinh luôn. Rồi, 800 ngàn con. Tặng kèm theo cái túi. Cái viên pin mà trưng bày á là hư rồi. Mấy cái pin đó anh em biết không? Trưng bày nó có cái khuyết điểm là nhiều lúc thử á, hết pin lâu rồi không có sạc, để lâu rồi nó hư, dễ hư pin. Nó khuyết điểm đó thì mấy anh em nó quên á hay không để ý, rồi mình bấm riết nó hư á, tặng kèm theo cái túi. Ok 800 ngàn con,
thôi bớt 10.000 còn 790 đi, do giá nó đẹp nha. Con này con trưng bày nha mấy anh, con trưng bày còn rất là đẹp ha, chứ nó không phải là quá cũ. Rồi kế tiếp con bắn vít, con này là con mới nè. Bắn vít này là một máy hai pin một sạc, giá cũng 2,5 triệu mấy luôn. Bây giờ giảm cho anh em một phát cái là giá hết cái hồn luôn. Đây máy này máy mới nha, trang bị hai viên pin nè, còn nằm trong hộp luôn nè mấy anh. À, một máy hai viên pin một sạc, pin hai pin này pin 2A nha. Đó này còn bảo hành, còn thẻ bảo hành đầy đủ. À, còn móc khóa đầy đủ. Đây là máy bắn vít nha, máy bắn vít. Rồi cái con này thanh lý cho anh em giá nhiêu tiền này. Đây con này chưa, ồ này ngon ghê luôn á, tôn sen máy chạy cực kỳ ngon. Con này là được sẵn là 200 new, tốc quay 2009, búa đập 3000, điều tốc tay cò. Cái điều tốc cái cò của tôn sen nó mượt lắm ha, nó không có cái giật là giật như mấy người ta. Đó, anh thấy cái cò điều tốc mà nó khác ha. Rồi thanh lý kiểu hai một con nha, cái nôm na là bán cho nó xong á mấy anh, chứ bán cho nó hết á, chứ về giá là lỗ sắp mặt rồi. Mấy cái chuyện mà thanh lý này không có nói lời nha, thanh lý là không nói lời, lỗ sắp mặt rồi đó. Ok rồi, là thanh lý cho nó xong á. Rồi triệu hai, chút xíu mình xếp lại hết máy đó, dành qua đầu nghề nha, 1,2 triệu. Ok rồi, giảm trên 50% luôn là anh em biết khủng cái nào. Rồi mình sẽ đi qua đầu nghề nha. Trong cái mục đầu nghề hôm nay đó thì khá là nhiều mấy cái món thuốc thủy nè mấy anh. Rồi lên sóng mấy thuốc thủy giá rẻ trước đây ha. Đây mình có 5 cái thuốc thủy của King Lu, 5 cây thuốc thủy nha, giá 75.000 cây. Thuốc thủy này đó là dài 3 tấc, dài 3 tấc. Cái ống thủy nghiêng nó ngộ, ống thủy ngang nó ngộ lắm. Ống thủy này một ống thủy nghiêng, một ống thủy đứng, ở đây không có thủy nha. Và cái thủy ngang nằm trong đây nè mấy anh. Đây, em thấy cái thủy ngang không? Đây nè, nằm trong lỗ nè. Anh em nhìn trong lỗ nè, mới là thủy ngang. Nhìn từ trên xuống nè, thủy ngang trong lỗ nè. Nha. Đó, thấy không? Đây nè nè. Thấy chưa? Đây ống thủy nè, ở đây nè. À. Rồi, này là thủy đứng, thủy nghiêng, thủy ngang nhìn đây. Rồi, thước thủy này giá là 126.000, thanh lý anh em còn 75.000 cây. 75.000 nha. Số lượng có 2, 4, 5 cây. Hồi xưa về 5 cây chưa bán cái nào luôn mấy anh. Nha, thanh lý. Và đây cũng là hàng gọi là King Lu, nó kêu là hàng công nghiệp nha mấy anh. Đây nè, thước thủy công nghiệp nha, King Lu. Hai cái đầu hai bên là cũng là chống sốc. Nha. Nhựa chống sốc. Chống va đập, rồi cái thủy chống va đập luôn. Rồi, thanh lý nha, 75.000 cây, thước thủy 3 tấc. Anh em muốn dài hơn thì mình có lấy cái thước thủy 4 tấc rưỡi. Đúng không? Đây anh em chờ xíu coi. À 4 tấc chứ lộn. Nè 4 tấc. Nè size nè 4 tấc. Con này size 3 tấc. Rồi size 4 tấc này giờ thanh lý nhiêu tiền đây? 95.000 cây nha. À, size 4 tấc có từ hết nha mấy anh em. Đây có từ hết nè. À, từ nè. À 4 tấc. Rồi, thanh lý cho anh em cái này là 95.000 cây. Nha. Ống thủy chúng ta cũng nhìn từ trên xuống nè, ống thủy nằm ngang anh em. Nhìn từ trên xuống. Đây là một thiết kế mới King Lu hay sao mình không biết, nhưng mà cái ống thủy này nó thiết kế nó ngộ ghê. Hay là nó dùng một cái, nói chung là khi mà anh em nhìn nằm ngang thì anh em phải nhìn ở trên đây, hay là nó dùng một cái kính nó phản chiếu xuống ta, cũng có thể. Có nghĩa là khi mà anh em nhìn trong đây thì nó phản chiếu xuống cái ống thủy này thành ống thủy nằm ngang nha. Rồi giá cái thước thủy là 95.000 cây. Ok ha. Ok tiếp anh em ha. Rồi đây thước thủy đúc nguyên khói nha, đúc nguyên khói, giá thủy 175.000, thanh lý cho anh em còn 100.000 cây nha. Đúc nguyên khói nha mấy anh, không có từ nhôm đúc luôn đó. Ông King Lu này ông hay gọi mấy này cũng là hàng công nghiệp đúng không anh ha, thước thủy công nghiệp là tên ông ấy gọi như vậy. Rồi giật mình đi tách gì nè thôi. Ok 5 cây xưa giờ về chưa bán được nè mấy anh, thanh lý 100.000 cây ha. À, đẹp ha, thì tháo ni lông thôi, này ni lông mình quấn mà nha. Cũng ba ống thủy, ống thủy đứng, ống thủy ngang, ống thủy nghiêng nha. Rồi ống thủy đúc nguyên khói này nè, 100.000 cây nha mấy anh, giá xưa tới 175 giảm tới mấy chục trăm rồi đó. Rồi kế tiếp nữa mình sẽ giới thiệu anh em về
cái cà lê mở ống, cà lê răng đi ha. Cái này nó gọi mỏ lết răng đi anh em ơi, nó ghi là mỏ lết răng, mỏ lết răng nha. Cái size này là size 300, 300 mm á. Đây giá thanh lý là 90.000 cây, 90.000 cây ha. Đây khả năng mở được tầm khoảng 55 nha, 55 hết rồi, 50 thôi mấy anh, ốc 50 nha. Đó. Cây này thanh lý nha, 90.000 cây, giá của nó lên tới 160.000 ha, giảm tới 70.000 luôn mấy anh. Rồi dài ba tấc, dài hơn nữa là mình có cái dòng mấy này nó đều là heavy duty hết nha mấy anh, hàng công nghiệp á, đây nè heavy duty hết, nặng. Rồi cái dòng này thì nó chiều dài nó là 3,5 tấc, 3,5 tấc giờ thanh lý anh em là 110.000 cây, 110.000 một cây. Ok, 110.000 thì anh em có thể khả năng anh em mở được lên tới nó cao hơn nha. À, tầm khoảng 60. Ok ha. Cái nhỏ 50, cái lớn này 60. Đó, thanh lý 110.000 cho cây 3,5 tấc. Ok. Rồi có 3 cây mấy anh. 3,5 tấc có 4 cây với lọt, 4 cây. 110.000. Cái tiếp nữa, cái cây dài lên tới 18 inch nó là 4,5 tấc. 4,5 tấc ha. Giá thanh lý là 160.000. Cái dòng này giá mới nó mắc tiền, nó mới nhiêu đây. Mắc tiền lắm ha. Rồi thanh lý là 160.000 cây. Khả năng mở này chắc tầm 70 rồi. Không, này tầm 65 nha mấy anh. Ốc hết luôn, mở tầm 65. Đó, to ha. Thanh lý 160.000 cây. Anh em mua mã nào thì mình cái ha. Cái dòng này thằng hàng mới chưa có xài, lo để lâu ngày nó bị sét thôi. Cái này để khoảng 1 năm rồi đó. 1 năm. Lâu ngày nó bị sét thôi mấy anh. Nhà thì mới có giá thanh lý như thế này nha. Máy này thì nó mới nè, chưa có xài. Cái tay cầm thì nó phủ cao su. Ok ha. Rất là đẹp. Thì mấy cây này nó vậy thôi mấy anh em mày. Anh em mua mới thật sự nó khó lắm. Mấy cái này trưng bày ra rồi là nó sẽ bị sét thôi. Rồi ok nha. Kế tiếp. Cái kéo ha, kéo cắt tôn. Của con sen này 10 hên, dài tầm 3 tấc, giá thanh lý anh em là 110.000 cây. À, giá nó tới 165 lận. Đây nè, 110.000 cây mấy anh. Nó hơi bị sét nha. Đó, anh em nào kéo cái tôn để lâu nó hơi bị sét nè. Cái này là dài 312 inch nha, 110.000. Rồi, 95.000 cho cây nhỏ. Cây nhỏ đó là 10 inch, 2,5 tấc. 95.000 cây. Hàng mới chưa xài, bị sét thôi. Sét ít thôi. Rồi qua cái cắt tôn của Kiên Lưu đi. Rồi cái mẫu này 152.000 giảm anh em còn 95.000 thôi. 95.000 thôi. Đây. Ông kéo to nè mấy anh. Cũng mới tin ha, chưa xài thôi, để lâu. Bao bì nó hơi xấu. Nha. Rồi, thanh lý cây cái to này là 95.000 cây. Đó, thì anh em nào muốn mua hàng thanh lý thì mình mua ha. Đó, 95.000 cây. Rồi có 3 cây ha. Cái chiều dài của con này nó lên tới là 300 mm là 12 inch mấy anh. Ha, 12 inch. Đó, có 3 cây 12 inch. 95.000 cây. Rồi anh em muốn cây nhỏ hơn thì có cây này. Cây này thì mình có 1 cây thôi, 78.000 nha, 78.000. Cái này thì nó chỉ có 10 inch thôi, nó là 2,5 tấc đó ha, thanh lý 78.000 ha, chỉ có một cây nhất thôi, 78k. Rồi kế tiếp nữa, kéo này, kéo này thanh lý như là 105.000 cây. Kéo tôn nha, này cũng đẹp anh mới tin. Đây à, cái tay cầm phủ nhung nha, anh thấy không? Ở đây đẹp, thanh lý 105.000, bảo đảm luôn mấy anh em á, giá của nó là cực kỳ rẻ, nên anh em có nhu cầu mình mua thôi. À, cái này nó là cái chiều dài của nó là 300 mm nha. Đây còn kéo này là 250 nè, 250 mm nè, thanh lý này là 85.000 cây. Đấy, 85k cây thôi, mới tin luôn. Cái này lâu ngày bao bì rồi nó hơi cũ thôi. Đây mấy anh, nha, thanh lý. À, cửa hàng giống giống như là lâu lâu thì sẽ có đợt thanh lọc mấy anh, thanh lọc những hàng tồn. Nha, chứ để ngồi hoài ngó hoài cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Rồi ok nha, này là thanh lý 85.000 cây, số lượng có 3 cây. Rồi ok hết rồi đó, anh em có nhu cầu về dòng sản phẩm nào nãy gì mình giới thiệu thì hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình để mua hàng nha. À, quên, đúng rồi, xin hệ số điện thoại trên màn hình để mua hàng. Giá mình giá tại cửa hàng chưa gồm với ship nha. À, số lượng thì có giới hạn thôi, hết là hết luôn, không còn ở đâu nha mấy anh. Rồi cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.